Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sinh viên Hoàng Hải cách tính điểm GPA bằng cái file Excel do mình tạo. Thì đây các bạn có thể thấy điểm GPA trung bình tích lũy của mình nó là 317, thì ở cái bảng này nó cũng file này cũng tính là 317. Ngoài ra thì mình có thể dự đoán những cái môn sắp tới, ví dụ như môn thực tập 49 mình sẽ được điểm A chẳng hạn, thì từ 3.17 nó sẽ lên 3.19, và môn tốt nghiệp 69 chẳng hạn, thế mình sẽ được điểm B cộng đi. Đó thì nó sẽ được 3.2. Đấy là một cái cách để cho các bạn dự đoán, các bạn sinh viên năm 3, năm 4 dự đoán tính trước những cái GPA cho những cái môn mà sắp tới mình phải học. Ngoài ra các bạn cũng có thể sửa cái file này từ điểm C thành điểm A chẳng hạn, thì nó cũng sẽ lên GPA ở đây, để cho các bạn có thể lựa chọn những cái môn để học cả thời điểm đó. Thì không mất nhiều thời gian nữa, các bạn chỉ mất 2 phút để làm cái này thôi. Thì khi đầu ban đầu các bạn tải file về, nó sẽ có đây. Nó sẽ chỉ có thế này thôi. Sẽ clear đi. Khi các bạn tải file về nó chỉ có như này thôi, và các bạn sẽ vào trang sinh viên nhé. Để gọi vào trang sinh viên. Các bạn copy điểm từ cái môn đầu tiên, kéo xuống đến hết trang cuối cùng, đến hết cái điểm cuối môn cuối cùng. Các bạn sao chép. Đó. Các bạn bấm vào cái vòng vàng này, các bạn bấm tổ hợp ALTHVM. Đây, có ghi ở đây ALTHVM. Thì nó sẽ paste ra, và khi đó thì các bạn sẽ thấy điểm số 4 nó sẽ nhảy lên này theo ABC này, và tổng điểm nhân với tín chỉ. Có một số cái điểm nó sẽ không tính được vì nó có một số cái giá trị như thế này đó. Thì như cái bước 4 các bạn có thể quan sát nhé, các bạn sẽ xóa những cái giá trị đi, mình đã định dạng cho những cái giá trị đấy nó sẽ tự bôi đen đi rồi. Đó, các bạn chỉ bấm vào xóa đi thôi. Ngoài ra các bạn xóa nốt ba cái tín môn quốc phòng nhé. Đây nó bôi đen, các bạn xóa ba tín mới chạy đấy. Mình quốc phòng mà thể dục nó không tính, nên mình xóa thể dục quốc phòng cũng như là cái giá trị này đi, thì nó sẽ ra điểm như vừa nãy này, 3.17 của mình này. Đó, đơn giản như vậy, chỉ mất khoảng 2 phút các bạn có thể làm được. Các bạn có thể thêm môn ở đây này, thực tập. Đó, thêm số tín chỉ cũng như là điểm chữ, chữ là A, số tín chỉ là 4. Nó sẽ nhảy điểm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.